Thế nào, nhảy thế có mệt không? Thế nhảy bốc lửa ghê. Ui dối này đã ăn thua gì? Ghê đấy. Không mệt thì đọc thử thư của khán giả em nào. Nhân đây có thư của khán giả gửi về cho chương trình, yêu cầu được nghe bài hát Mắt Đen của cố nhạc sĩ Trần Lập. Xin mời các bạn thưởng thức bài hát với sự trình diễn của Đức Tâm và guitar Văn Đức. Cảm ơn Lâm và Nghĩa. Từ xưa thì khi mà nhận được lời đề nghị này của bạn khán giả thì có xúc động nhiều chút. Vì là những bài hát của cố ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập, gốc của Vũng Tường, đã gắn liền với thơ. Bài hát như là Bông Hồng Thủy Tinh, Đường Đến Ngày Vinh Quang, Đường Đến Bảo Hóa Đá. Những bài hát đấy đã đi theo mình suốt quãng đời học sinh, sinh viên và có lẽ theo mình đến mãi về sau này nữa. Và Mắt Đen là bài hát rất đặc biệt với mình, thì nó gắn liền với tình đầu của mình. Sau đây thì mình và anh Đức xin được phép hát bài hát này, mình xin được dành tặng đến quý thính giả của Bông Xoa FM, dành tặng nó cho nhiệt huyết thanh xuân của tất cả chúng ta, và dành tặng nó cho anh, người đã truyền lửa cho tất cả thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam. Sau đây, bạn này. Em ôm lửa soi lối về, khi anh vấp ngã,
mặt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm yêu anh tới. Hop!